Tiếp theo cùng đến với server hợp kiếm anh em nhá, server hợp kiếm. Đây là bang chủ bang SSX. Hello Only Love. À em gửi hack đi. Bên này có trùng cũng thuộc với hack này. Ok. À 8x hợp kiếm có mà Vũ Thế Phong ơi. À soi chân nguyên rồi mà em, soi chân nguyên rồi, chân nguyên cam hết. Chân nguyên là ác ý là cam hết rồi. Rồi bắt đầu cái ác này anh em nhá. Cái ác này thì nó mới gọi là siêu boss hơn này. Toàn những boss nhưng mà ít xuất hiện lắm. Không mấy khi xuất hiện trên giang hồ. Cũng hiếm khi thấy nổ. Anh em chờ chút nha. Boss thì boss nhưng anh em ví dụ 2-3 thằng kép quay vào là vẫn beng hết. Đây là một ặc ở bên hợp kiếm anh em nha. Server hợp kiếm đang ăn viên băng đây rồi. Nhìn vào đây anh em có thể thấy ngay đây là một phương trời khác so với phương trời phong hỏa anh em nha. Đây nó khác một trời một vực, đặc biệt đó là sự bá đạo của cái này. Huyền băng tiên tử này. Thật ra là một nó ở hợp kiếm nó ở một đẳng cấp khác rồi. Hợp kiếm này muốn một ác ngon mà mắc cái đầu tư cũng khá là lớn đấy, đặc biệt là cái vương đỉnh ấy. Rồi vào việc mua này, cái áo này là server hình như là chỉ có một cái thôi, mình nhớ không nhầm như vậy. Không biết là có đúng hay không, nếu mà không đúng thì anh em đừng có chém gió nhé, à quên đừng có anh em đang. Cái áo này với cái áo bách hoa cẩm y 1,5 triệu ATM một cái đấy. Bá vương lệnh này, bá vương lệnh này thì đang ở đi là tất cả thuộc tính cộng 3232, tức là lên được rất nhiều, lên 9 được 96 điểm ấy. 96 điểm tất cả thuộc tính này hơi bị nhiều đấy. Một cái long văn này, long văn 80 chắc chắn rồi. Đây đang hia hai viên kép băng. Ở đây có này 1199. Một cái trùng lâu giáp tinh thông 70, máu 5%. Cái thiên ẩn này, băng công thuần. Bây giờ làm như này là chuẩn nhất anh em nhé. Anh em chả cần làm cái dòng giảm kháng làm gì đâu. Giảm kháng nếu mà có thì thôi. Bây giờ cứ dùng cái thần khí thuần như này là ngon này. Tại vì ngọc kép nó lên nhiều mà. Ở đây giảm kháng tận 21 này. Thằng nào mà kháng được. Mã Giáng sinh an lành này. Đặc biệt cái mão này là hai dòng thủ này 60%. Làm khó phết đấy. 20% à 60% là được 2k8 60 này. Một cái kiên hai thủ. Ngon đấy. Đây là uyển mắc này. À anh em chơi luôn ngại gì nguyên chương này để mộ dung review sẽ đẹp hơn. Võ đang ở mộ dung chỉ số như nó trâu em, mộ dung máu trâu đó, có mấy cái luôn này. Thiên sơn hội thủ 721. Đây yêu đái này, tay này hai thủ này, tinh thông 70 hết rồi. Nói chung là cùng series như này là cực kỳ ưng ý này, anh em để ý ra xem này, nó cùng một loại này, anh em mặc nó rất là đẹp. Còn bốn cái này giới này thì không nói rồi. Giới này ngọc thì phong ma tí điểm huyệt. Đây là trùng lâu liên anh em nha, không phải là phản đâu, tức là hàng xịn đấy chứ không phải hàng xịn những loại hàng fake đâu. Liên này là được 20 giây.
Còn phản là được có 7 giây thôi. Băng ở đây là 25k. Cái võ hồn này, võ hồn này, anh em ơi, nhìn cái võ hồn này nó mới khủng này. Thể lực ở đây anh em có thể nhìn thấy là cái số trước là 452, còn cái số sau là 428. Vậy cộng vào nó sẽ là 877, à 878. 878 điểm ấy, kinh khủng ấy. Rất là vip. Chân nguyên này nó mới gọi là bá đạo này. Anh em nhìn ở đây là một set thể lực này. Đây là một set băng. Tiếp đó ở đây là còn dư ngọc trí. Để có thể là chuyển sang võ đăng trí cũng được. Đây này. Đây có cả chân nguyên độc nữa. Nguyên tinh ở đây còn dư 22k. Ok, rất là ngon đấy. Bí tịch này, ba quyển này 99 hết rồi. Thậm chí là còn dư điểm ở đây tận 14k này. Bá đạo gớm. Rồi đến cái mục vương đỉnh. Vương đỉnh ở đây anh em nhìn là tầng 7 này. Thể tầng 7, thân tầng 7, cường tầng 7 là mắc rồi đấy. Chí nội lực tầng 7 này. Chí lực cũng tầng 7 này. À, mắc hết rồi, ở đây còn dư tận 99k này. Ok, tiếp theo là đây là đồ trong kho. Cái này nó mới thấy được độ khủng này. Đặc biệt ở hợp kiếm này là anh em có thể đổi được phái, nhưng tuy nhiên là sẽ mất hết tâm pháp và dược. Thế nên là anh em nào đổi thì hết sức cân nhắc, lưu ý. Đây có một set đó là bốn thức tính này, đây hai viên độc kép, bỏ qua kháng độc, cái này một thiên ẩn này, đây là một set độc, bỏ qua độc này, giảm tốc này, bốn thuộc tính, ba cái bá vương lệnh đều là 6 sao hết. Đây anh em này, kháng băng này, cái này là công cơ bản và đây là nội công cơ bản. Cái này vì sao nó ẩn như này, tại vì chưa đóng Long Châu, à Bảo Châu. Bây giờ đập Bảo Châu vào ấy, thì nó sẽ nổ lên cái dòng 6% cơ bản kia lên, đơn giản thôi mà. Đây có một cái áo tinh thông 70 này. Một cái liên bốn lục tính, võ hồn độc này. Anh ơi test đem thiên sơn đó nhìn phê quá. À Axiobot mà em bây giờ phải review hết đã em nhá, review hết đồ các này đã. Băng phách này, một cái long văn trí, cái này mà để mặc cho ấy thì ngon. Cái set này là set để cho võ đăng trí thì phải, mình nhớ không nhầm là như vậy. Cũng tinh thông 56 này, nhiều phết này. Ở bên này thì sao, một cái áo bót ngoại né, né tránh cường này, cái xét này xét né tránh cường. Đây là xét bót ngoại, có thể chuyển được đủ các phái đấy, từ võ đang Nga Mi này, Thiên Sơn chuyển sang Nga Mi này, hoặc là chuyển sang MG cũng được, cái ba cũng được, đều có ngọc đầy đủ. Xong chuyển sang tiêu dao hỏa, tiêu dao độc cũng được. Đây là một cái luyến này, cái này mới ngon này, độc công nội công chính xác, nội thể lực này gì. Đây đây là bộ mã boss ngoại này, hơi sắp xếp hơi lung tung nhưng mà thôi mình soi qua cho anh em thôi. Đó cái này mã này, đây đây soi sang đây, bây giờ đủ hết đồ ấy. Xét độc này, có cái sẵn ngọc độc ở đây.
Độc công này, mắc bót cũng có sẵn ngọc ở trong này nhá. Ngọc là ngọc kép à, hẳn hoi đấy, không phải là ngọc bảy đâu. Đây này, cái này thì để chuyển sang cái bang, cái bang độc. Lúc nào mà hứng hứng lên chuyển cái bang hoặc là tích túc thì lấy ngọc độc đây, tích túc hoặc tiêu dao độc. À, trùng đới để ác khác em ơi, trùng đới ác này có nhưng mà để ác khác có hết full trùng luôn đấy. Bộ này là bộ bốn thuộc tính này, đây là nội công này, để nó hơi lung tung thì anh em khó nhìn, đây mình sắp xếp lại một chút. Đây nó ở bên này này, cái nó ở bên này này. Đó, đây này. Thì anh em để mỗi chỗ một cái, anh em nhìn nó không phê nhưng mà mình sắp xếp lại thì nó hơi lâu. Đấy, cái xét mà bốn thứ kính ngoại nội này nhá. Thì nó ở đây này, ngoại nội đây này. Đâu nhỉ? Đây ngoại nội đây, ngoại nội đây. Còn cái ngoại ngoại thể thân này này, à ngoại thể tất cả tính này, để cho cái ba này. Thì hai cái ở đây. Một cái ở đây. Và một cái ở bên này. Đó, đây. Thích cái ba thì chuyển sang cái ba thì anh em có thể là cho cái này vào. Và đây cái xét băng này, đây là nội thể, nội à, chính thể thân, rất là VIP, nhiều đồ lắm. Anh em xem nó choáng đau hết cả đầu ấy, đùa đâu. Vì xét đồ nó nhiều đồ quá mà có thể chuyển sang thích cái gì chuyển sang cái đấy. Rồi bây giờ là đồ ở trong kho tay tay nải này. Ở đây có một cái bao tay mắc điểm, một cái áo 70, cái này cũng tinh thông 70 này, đây cũng vậy. Đây anh em có thể nhìn thấy ở đây này, cái xét nội thì chuyển sang phái nội thì đeo cái xét thủ này vào, thế đơn giản như vậy thôi. Có sẵn ngọc đây rồi, ngọc đây nó cũng tương tự như thế này thôi, tức là tinh thông 70 này, lắp vào phát là xong ngay, không cần phải thay đổi gỡ ngọc ra đập ngọc vào gì cho đau đầu cả. Ở đây là 1199 này, 1237 này, 229. Đây là set một thuộc tính này, mình thử đeo cái này vào anh em nhá, thử đeo cái set một thuộc tính vào xem nào. Ok, đây rồi. Đây có một cái liên này, đeo nốt cái liên này vào xem nào. Rồi, bây giờ chỉ số nó khác hoàn toàn, máu sẽ tụt xuống 1.4 triệu. Các chỉ số khác giảm một chút. Nhưng tuy nhiên là cái băng này nó sẽ đẩy lên là 26k2. Chưa ăn lát của môn phái anh em nhé. Cái lát môn phái là 120 điểm nữa. Nhà đây là kháng phong huyệt này. Đó, đây nó sẽ đẩy lên là 26k này. Anh em nhìn ở đây là có chỉ có một cái là 886 thôi, còn đâu là 1891 hết. 891 hết đấy. Khá là ngon. Đây là có một cái búa này, cũng có ngọc sẵn rồi chứ không phải là để ấy nha, ngọc sẵn là ngọc kép luôn đấy. Đây là điêu văn giảm kháng, anh em nó thích thì nháy vào này. Đấy, giảm kháng ngay lập tức nó lên 2k2. Lên 2k2 anh em nha. Ok ngay, nếu mà thằng nào kháng và trên mức đấy thì đeo này vào là phát là xong. Đây là ngọc kép này. Áo này dư rất nhiều đây.
nội thủ. Cái này mới ngon, là mấy cái này ngon thế. Đây ngọc kháng nguyên này, dư rất nhiều. Rồi lắp giả xét vào đây. Rồi đấy, máu lại trở về như cũ, 1,5 triệu. À em nhớ ác này có trùng, ác này người ta đang full cam là đã có vấn đề. Ác này 18 viên cam, đúng rồi. Nguyên chương rồi, chân nguyên gọi là càng đét đấy, quá ngon.